hôm nay Đức Giê-xu năm độ, nên tôi đá sang một chút fun fact cho nổi ấm người. Huynh đệ nào có fact hay thì hãy cùng bổ sung cho xôm nhá. Rét mướt thế này, ngoài ấp nhau, quánh võ trên giường thì chỉ có đắp chăn, thủ thỉ mấy chuyện horny như này là vui thôi. Lưu ý, đây là fun fact nhé các chế. Một số sẽ dựa trên nghiên cứu hẳn hoi, nhưng đa phần thì là fun nhiều hơn là fact, nên đừng nghiêm túc quá, mất vui lắm. Đầu tiên là đồ chơi của các bim bim. Ngoài ngón tay xinh và máy rung, trứng rung thì nến là một món đồ hay được các chị em dùng để tự sướng nhất. Lưu ý, nến ở đây là nến sắp ong, beeswax candle, có độ mềm vừa phải và dễ thao tác. Cái độc đáo của loại nến này là không có hóa chất độc hại, mùi thơm lại dễ chịu, lại còn có tác dụng hỗ trợ trị mụn và giảm lo âu, quả là nhất cử lưỡng tiện. Dưa chuột, cà rốt, chai nhựa cũng chỉ là những lựa chọn không tồi dành cho chị em. Ngoài ra, nếu chịu khó sục sạo trong nhà, các chế có thể tìm được rất nhiều món đồ cực phẩm thay thế cho dildo, vòi giả. Chỉ cần ghi nhớ 3 nguyên tắc cơ bản là phải được bọc bằng 3 con sói, bề mặt mượt, trơn láng hoặc không quá gồ ghề thô ráp, và dẻo, có thể uốn, xoắn, vặn linh động. Ta-da, dildo đấy chứ đâu. Thông thường, hòn bi bên trái của các anh sẽ nhỏ hơn một chút và vị trí cũng nằm thấp hơn so với bi bên phải. Thêm vào đó, nam giới khi càng có tuổi, bộ phận này sẽ càng tiết ra mùi mạnh và khó chịu hơn cái lúc còn trẻ. Thậm chí, nhiều chàng trai còn có mùi fishy, tức là mùi cá, rất là dị. Vì thế, các anh U30, 40 trở đi phải cực chú ý khoản vệ sinh cá nhân và tỉa tóc cho gọn ghẽ, thơm tho. Nếu không thì đừng trách sao chị em lại không khoái cái việc go down. Vào mùa đông và khi thời tiết lành lạnh kiểu này, nếu các ông đối tác như châu húc mã thử mọi tư thế và các loại địa hình mà bạn tình vẫn gặp vấn đề khó, thì có thể dùng một mẹo nhỏ là đi tất trước và trong khi. Bí kíp này có cơ sở khoa học hẳn hoi đấy nhá, không phét tí nào luôn. Nghiên cứu trên các cặp đôi ngẫu nhiên cho thấy 80% các cặp đôi lên đỉnh được là khi đi tất. Trong khi đó, chỉ có 50% các cặp có thể lên đỉnh mà đi chân trần. Nguyên nhân là ngoài giữ ấm cho cơ thể, đi tất còn giúp các mạch máu ở chân giãn nở, lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác êm ái và dễ chịu. Ngoài ra, khi đôi chân được bao bọc bởi một thứ ấm áp như là tất, chị em sẽ cảm thấy an toàn, bớt lo âu, cơ thể dễ thả lỏng và vì vậy, khả năng lên đỉnh cao hơn hẳn. Các anh phải chú ý điểm này đặc biệt nhá. Quan trọng nhất là lần đầu hai người nhau. Để tạo thêm thú tính cho các bạn trai, các chị em có thể đổi từ tất bánh bèo, in hình thỏ, mèo sang tất da báo, tất gen, tất cao cổ, tất xuyên thấu, tất buộc dây, tất gắn kim loại. Thôi, nói đến các thể loại tất thì lại chạm đúng điểm nóng của tôi rồi. Tôi ở đây là người viết nhá, còn tôi thì không đi loại tất kiểu này đâu. Trái với suy nghĩ của đa số đồng dâm, Mỹ, Nhật hay Pháp đều không phải các quốc gia có công dân mê ăn nhau hơn là ăn cơm. Theo nghiên cứu của một tập đoàn sản xuất áo mưa, thì Hy Lạp dẫn đầu và bỏ xa các quốc gia khác về số lần làm tình trung bình trong năm. Cụ thể, công dân Hy Lạp trung bình làm 164 nháy, Brazil đứng thứ hai với 145 nháy và tranh hạng 3 là Nga và Ba Lan với 143 nháy. Nếu chế nào tò mò thì con số trung bình của toàn thế giới là 103 nhá. Nhật Bản, cường quốc về những bộ phim hành động hai người, cũng chỉ xếp chót bảng với 48 lần, tức là còn trả được một lần một tuần. Quá buồn cho các anh Nhật Bổn. Quốc gia vô địch về thời lượng không ngạc nhiên tí nào, đó là Nigeria 24 phút, xếp thứ hai là Hy Lạp với 22 phút. Chắc các anh ăn nhiều salad lên khoản này có vẻ mặn mà thật. Lưu ý, đây là thời lượng trung bình nhé các bro. Tư thế ngủ và chế độ ăn uống có vai trò khá quan trọng, ảnh hưởng đến nội dung giấc mơ đấy nhá. Tuy chưa được công nhận rộng rãi bởi các nhà khoa học, nhưng niềm tin này cực kỳ phổ biến và rất chuẩn đối với những đồng dâm có cơ thể nhạy cảm, dễ bị kích thích. Thông thường, ăn nhiều phô mát và các thực phẩm từ sữa trước khi ngủ dễ gặp ác mộng và thức dậy giữa đêm. Ăn đồ ngọt cũng có hiệu ứng tương tự. Vì thế, trong phim nước ngoài, các chế thường thấy phụ huynh không cho con cái ăn đồ tráng miệng trước khi lên giường. Còn nếu chế uống chút giấm táo trước khi đi ngủ,
độ chân thực của giấc mơ sẽ đến vô cực luôn. Tương tự, ai ngủ mà hai nằm úp người xuống, hai tay để lên phía trên đầu, dễ có những giấc mơ liên quan đến hết. Nghiên cứu trên gần 700 người cho thấy, những người quen ngủ kiểu này hay có giấc mơ được trịch toạc với những người nổi tiếng cao hơn người bình thường. Điều này được lý giải như sau. Ngủ úp thường khiến cơ thể cọ sát trực tiếp với đệm, gây kích thích mạnh mẽ. Còn khi mở rộng hai tay trên đầu, sẽ làm cơ thể rơi vào trạng thái mong manh, dễ bị tác động nhất. Vì thế, người hay nằm úp và xoãi tay lên phía trên dễ gặp các giấc mơ liên quan đến chuyện ngoại tình hoặc được thực hiện những tư thế ướt át với bạn tình hoặc crush. Nằm nghiêng về phía nào cũng gây ra sự mất cân bằng cho cơ thể. Theo quan niệm của Tàu thì bên trái đại diện cho nữ tính, còn bên phải thì đại diện cho tính nam. Cụ thể, nghiêng sang trái nhiều quá sẽ tạo cảm xúc mạnh mẽ gắn liền với sự bất an, còn nghiêng sang phải sẽ kích hoạt cơ thể và tâm trí, làm các chế có những giấc mơ về sự an ổn, yên tâm. Đầu tuần tạm thời để thế nhá, hóng comment từ các cao nhân. Hy vọng các bạn thích video lần này, đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc thêm nhá. Mình là Pink Dot, xin chào và hẹn gặp lại. See ya!